Bữa nay tới nhà Diễm Thi, tức là con gái cưng của Yến Oanh. Một số anh em mời đến đây để dự một bữa tiệc gọi là để kết hợp với nhau, biết nhà mới và biết con gái của Diễm Thi mới mua nhà. Và đây là một cơ hội để mình gặp nhau thôi, vui thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Đây đằng kia là Yến Oanh và Diễm Thi. Kế đến là bác Sĩ Minh và anh Nguyễn Hữu Ký, rồi Nhật Anh, Hoàng Anh và Hoàng Kim. Trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt
anh lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, dù cho năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kế thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi.